Vào cuối tuần này, Inter Miami sẽ chào đón sự trở lại của Messi sau khi anh trải qua đợt hội quân tháng 9 cùng đội tuyển Argentina. Đội bóng vùng Florida đang rất mong chờ M10 sau khi phải vất vả mới có thể vượt qua Sporting KC với tỷ số sát sao 3-2 vào tuần trước. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng Messi sẽ trở lại với một sức khỏe tốt cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi được cho nghỉ trận Argentina gặp Bolivia. Sở dĩ phía Inter Miami lo lắng như vậy là do Enpulga đã phải trải qua một cơn thất vọng cùng đội nhà cách đây 2 tuần. Đó là trong trận hòa không bàn thắng trước Nashville tại MLS. Một trận đấu mà Leo Messi cùng đồng đội đã không thể đem về bàn thắng cũng như đánh mất 2 điểm. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi tới Mỹ mà M10 không thể ghi bàn hay kiến tạo, và điều đó khiến anh đã vô cùng thất vọng. Nhận thấy tinh thần của Messi lần đầu chạm đáy kể từ khi tới Mỹ, huấn luyện viên trưởng Tata Martino của Inter Miami sau đó đã phải tìm tới để trấn an siêu sao 36 tuổi. Chia sẻ với The Athletic, huấn luyện viên Tata Martino nói: "Leo thật sự thất vọng sau trận hòa không bàn thắng của chúng tôi trước Nashville. Tôi phải nói với cậu ấy rằng, hãy thư giãn đi, chúng ta sẽ không thắng tất cả các trận đấu đâu. Messi thực sự rất buồn, cậu ấy không ngừng tìm kiếm chiến thắng và thật khó để thay đổi tâm lý đó." Dễ hiểu cho cảm xúc thất vọng của Messi khi anh đặt mục tiêu đưa Inter Miami giành quyền vào dự vòng playoffs MLS. Lúc này, họ vẫn đang kém vị trí có vé cuối là 6 điểm, nên bất kỳ điểm số nào bị đánh rơi cũng đều đáng tiếc. Messi đang trải qua những ngày hạnh phúc tại Florida sau khi cùng Inter Miami vô địch League Cup, vào chung kết US Open Cup và có cơ hội giành một suất đá playoffs tại MLS miền Đông. Tuy nhiên, hành trình tới mục tiêu cuối cùng được dự báo là sẽ rất gian nan khi mà gần như mọi đội ở Mỹ đều đang muốn đánh bại Messi và đồng đội của anh. Chia sẻ trên sóng Sky Sport, tiền vệ Ashley Westwood của Charlotte FC, bại tướng từng bị Inter Miami hạ 4-0 cho biết Messi đã đem lại tác động to lớn tại MLS. Nhưng chính điều đó tạo ra sự phấn khích khiến anh cũng như những đội bóng khác muốn vượt qua câu lạc bộ vùng Florida hơn. Toàn bộ những tác động mà anh ấy mang đến MLS thật đáng kinh ngạc. Tôi đã từng thi đấu với một số cầu thủ xuất sắc ở ngoại hạng Anh trong quá khứ. Nhưng với Messi, bất chấp tuổi tác thì anh ấy vẫn là một cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng đối đầu. Cũng tại đây, Ashley Westwood cho biết dù Messi đã ghi tới 11 bàn kể từ khi sang Mỹ, nhưng không phải là không có cách ngăn cản. Theo đó, cựu cầu thủ của Burnley chỉ ra rằng nhắm vào đối tác ăn ý nhất của M10 sẽ là cách để hạn chế và tăng cơ hội ngăn cản được siêu sao người Argentina. Tương tự như Messi, đồng đội Sergio Busquets ở hàng tiền vệ cũng rất xuất sắc. Anh ấy nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Nhưng nếu không có Busquets hay anh ta bị phong tỏa, tôi nghĩ Messi sẽ gặp khó khăn hơn một chút. Messi luôn có Busquets phía sau, người sẽ tìm ra anh ấy bằng các đường truyền xuất sắc. Sau cùng, được đối đầu với họ chắc chắn là một vinh dự lớn. Inter Miami và Messi từng khiến chúng tôi phải bung hết sức, nên hy vọng chúng tôi sẽ làm khó được họ khi hai đội tái đấu. Theo lịch thi đấu, Charlotte FC của Ashley Westwood sẽ là đối thủ cuối cùng mà Inter Miami gặp trong hai lượt trận cuối của mùa giải chính MLS miền Đông. Đó cũng có thể là hai trận đấu quan trọng quyết định tấm vé dự playoff của Messi và đồng đội. Hiện tại, Inter Miami đang kém vị trí cầm vé vớt là hạng 9 của DC United 6 điểm, nhưng đá ít hơn 2 trận. Vào ngày mai 17 tháng 9, Messi và đồng đội sẽ tới làm khách của Atlanta với mục tiêu duy nhất là giành 3 điểm để lọt vào vòng playoffs và tìm kiếm danh hiệu mới sau khi vô địch League Cup. Sau trận đấu với Atlanta, Inter Miami sẽ gặp những đối thủ khác tại MLS bao gồm Toronto, Orlando City, New York City, Chicago Fire, Cincinnati và hai trận đấu với Charlotte. Xen giữa những trận đấu này là trận chung kết US Open Cup với Houston Dynamo. Tổng cộng, họ sẽ thi đấu 7 trận chỉ trong vòng 22 ngày. Nhìn chung thì với mật độ trung bình 3 ngày một trận, Messi khó lòng thi đấu trọn vẹn, bất chấp việc trận đấu nào cũng cực kỳ quan trọng với Inter Miami.